Xin chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Thì hôm nay em làm video này để giới thiệu đến các anh một chiếc bật lửa kho với thiết kế rất là đẹp cũng như là giá thành cực kỳ là bình dân luôn các anh nha. Với mã hàng là BC530, một chiếc bật lửa kho đến từ thương hiệu Hornet các anh nha. Với mẫu này thì chúng ta có 3 lựa chọn về phiên bản màu, đó chính là màu vàng, đen hay là màu ghi các anh nhá. Trên tay em đang cầm đó chính là phiên bản màu vàng, rất là đẹp và sang luôn đúng không ạ? Mẫu này thì có phần cho chúng ta có thể quan sát được dung lượng ga, giúp các anh có thể chủ động hơn khi mà mình sử dụng, tránh đang sử dụng mà hết cây nhá. Rất là tuyệt vời luôn ạ. Và chiếc bật lửa này còn được tích hợp khóa gài giúp các anh có thể khò lâu hơn mà mình không cần phải giữ cây nhá. Rất là tuyệt luôn. Các anh có thể quan sát lửa kho ạ. Wow, lửa kho rất là mạnh, tỏa nhiệt rất là cao luôn các anh nhá. Em quay ở rất là xa như này thôi nhưng mà nhiệt tỏa ra nóng hết cả mặt em luôn ạ. Rát hết cả mặt luôn đấy ạ, cực kỳ là tuyệt luôn. Với chiếc bật lửa này thì các anh có thể bơm lại ga khi hết rất là dễ dàng và cực kỳ là đơn giản luôn các anh nha. Mình chỉ cần sử dụng bình ga mini chuyên dụng cho bật lửa thôi là được rồi các anh ạ, cực kỳ là tiện luôn. Các anh có thể quan sát khóa gài đúng không ạ, có thể khóa gài và rất là tiện, giúp các anh tránh bị mỏi tay khi mà khó lâu các anh nha, rất là tiện lợi luôn. Chất liệu thì được làm bằng nhựa cũng như là kim loại, cực kỳ đẹp và cực kỳ bền luôn các anh nha, rất là tuyệt. Cái này thì các anh cũng có thể điều chỉnh ga to nhỏ bằng cách là xoáy theo chiều dấu cộng để tăng lửa cũng như là xoáy sang chiều dấu trừ để giảm lửa các anh nhé. Ở phần thân này thì được có logo của chữ Hornet, rất là tuyệt luôn. Mẫu sản phẩm BC530 này không chỉ được các anh lựa chọn để kho xì gà mà còn được các anh lựa chọn sử dụng trong hàn xì cũng như là trong hàn răng của nhà sĩ. Và dạo này thì có rất là nhiều anh mua để sử dụng để kho đồ uống các anh nhá. Bây giờ có một vài loại đồ uống của chúng ta là cũng cần sử dụng kho đấy ạ, rất là tuyệt luôn, rất là đẹp luôn đúng không ạ. Một chiếc bật lửa với giá thành rất là bình dân nhưng với ngọn lửa rất là mạnh mẽ cũng như là rất là tiện ích luôn đúng không ạ, giúp anh có thể sử dụng cực kỳ là đơn giản cũng như là cực kỳ là tuyệt vời. Anh nào mà kết cái mã sản phẩm BC530 này thì có thể comment số điện thoại ở bên dưới, Ambe Shop sẽ các bạn nhân viên liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc. Hoặc để tránh mất thời gian thì các anh có thể chủ động liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình các anh nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.